Chào các bạn, hôm nay mình nhận được một bộ xe Car Culture Open Track. Đây, gồm có 5 chiếc. Thân sắt, gầm sắt, bánh cao su. Nói sắt cũng đúng, nó là kẽm, ngầm kim loại. Đây, thấy chiếc này đứng số 1 luôn. Đẹp. Nissan GTR. Mở thử coi. Tem đầy đủ. Đá. Xe này nó cái tem này dường như là nó dán luôn hay sao, nó không có in nữa, dán hết luôn toàn bộ hay sao á. Nhưng mà cái kỹ thuật này làm nó cũng hay, mình cũng coi xung quanh á, in hay dán thì mình chắc dán quá, tại vì nó có mờ mờ đây. Mà của cái phần in á nó bị rổ 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 này, nhưng mà dù sao thì chiếc này vẫn đẹp. Bánh cao su, bánh cao su hồi xưa này lâu lắm mà mới gặp lại. Rồi, Mercedes-Benz tên Momo. Tất cả những chiếc này đều đua nên là nó đều có cánh gió hết. Đây, màu đỏ đơn giản. Tem Momo. Vì những chiếc xe này nó đều là bánh cao su, đèn trước đèn sau có đầy đủ, tem rất là đẹp. Bên trong nó có luôn một cái roll key để bảo vệ. Những chiếc này được sản xuất ở Thái Lan. Mercedes nặng à. Màu xám làm chuột, kính gió rất là to. Không biết là nó có đúng thật không. Hệt không đúng với lại xe thiệt không á, thấy nó to quá. Đi đây, bộ máy nằm phần trước, ống bô nằm bên hông, hay là cái ống xả bên hông. Từ những đời sau này á, cái gầm của xe nó mới làm chi tiết đơn giản hóa cái phần giữa luôn à. Nên là không có thấy được cái mấy cái phần chi tiết gầm hơi dở cho đó. Rồi Acura à, những cái bánh mới này rất đẹp. Màu xanh này đẹp. Trên là có dán giống như carbon á, trên carbon này.
Ngon. Bánh mới làm kiểu mới đẹp mà. Những xe đua này thì nó thường là có thêm nhiều tem, những nhà tài trợ, quảng cáo nhà tài trợ. RS-GT3 chiếc này cũng vậy, không có chi tiết ở dưới gầm, nó cũng đẹp. Cầm mấy chiếc này nó nặng nặng đã. Rồi chiếc cuối cùng Audi. Đây chiếc Audi thiết kế rất là đơn giản, tem đơn giản bình thường không có gì. Nó ở bản độ từ chiếc Audi R8 bình thường. Chiếc này nó còn không có đi luôn, không thấy gì hết, nhưng bù lại là nó dành cho xe đua quá nên là bản này nó độ đã lắm. Logo đèn đốm đầy đủ. Với những chiếc này đáng giá. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem.